Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh G-Series. Trong video này chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị chân dung vị Trung tướng Dư Quốc Đống. Với trận đánh Phước Long năm 1975 và hệ quả của nó. Hãy tặng chúng tôi một đăng ký kênh trước khi nghe chân dung vị tướng này nhé. Không để quý vị chờ lâu nữa. Kính mời quý vị nghe tiểu sử về ông ta ngay sau. Dư Quốc Đống sinh năm 1932 mất 2008. Nguyên là tướng lĩnh thuộc binh chủng nhảy dù của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mang quân hàm trung tướng. Xuất thân từ trường võ bị do quân đội Liên Hiệp Pháp mở ra ở cao nguyên Trung Việt. Là tư lệnh sư đoàn nhảy dù với thời gian lâu nhất, từ năm 1964 đến 1972. Nguyên là tư lệnh quân đoàn của Việt Nam Cộng Hòa. Ông sinh ngày 21 tháng 12 năm 1932 tại làng Vĩnh Thanh Vân Minh Lương tỉnh Rạch Giá, Nam Việt. Khi còn nhỏ theo học tại trường tư thục Võ Thành Trứ. Về sau lên Sài Gòn học tại tư thục Hưu On trên đường Charles Lúc Lao Bát. Tốt nghiệp trung học. Năm 1951, thi hành lệnh động viên, ông nhập ngũ vào quân đội quốc gia, mang số quân 52/120.247. Trúng tuyển theo học khóa năm Hoàng Diệu trường võ bị Liên quân Đà Lạt, khai giảng 1 tháng 7 năm 1951, mãn khóa 24 tháng 4 năm 1952. Tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy. Năm 1952, ra trường, tình nguyện vào binh chủng nhảy dù. Sau này, là một trong những đơn vị thiện chiến nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1955, ông được thăng cấp trung úy giữ chức đại đội trưởng nhảy dù. Năm 1958, thăng cấp đại úy, lên chức tiểu đoàn phó tiểu đoàn 1 nhảy dù. Năm 1960, được cử giữ chức tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 dù thay thế thiếu tá Trần Văn Đô, sau giải ngũ ở cấp đại tá. Năm 1961, tháng 7, ông được đặc cách thăng thiếu tá tại mặt trận. Năm 1962, đầu tháng 1, ông được cử làm chiến đoàn trưởng chiến đoàn 1 dù Tân Lập. Cuối năm bàn giao chiến đoàn 1 lại cho thiếu tá Trương Quang Ân. Năm 1968 là chuẩn tướng tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh, bị tử nạn trực thăng, được truy thăng thiếu tướng. Năm 1963, đầu năm, ông được thăng cấp trung tá lên làm tư lệnh phó lữ đoàn, dù do đại tá Cao Văn Viên làm tư lệnh. Năm 1964, tháng 9, thăng cấp đại tá quyền tư lệnh lữ đoàn, dù thay thế thiếu tướng Viên lên làm tham mưu trưởng bộ tổng tham mưu. Ngày 1 tháng 11 cùng năm vinh thăng chuẩn tướng và trung tuần tháng 12, ông chính thức được cử giữ chức tư lệnh lữ đoàn nhảy dù. Năm 1965 lữ đoàn dù cải tổ thành sư đoàn, ông là tư lệnh sư đoàn nhảy dù. Ông là tư lệnh thứ tư của binh chủng nhảy dù sau các tướng Đỗ Cao Chí, Nguyễn Chánh Thi và Cao Văn Viên. Ngoài bốn vị tư lệnh kể trên, xuất thân từ binh chủng dù sau này lên tướng còn có đại tướng Nguyễn Khánh chỉ huy tiểu đoàn dù thời quân đội Liên Hiệp Pháp, sau chuyển qua bộ binh các trung tướng Nguyễn Văn Vĩ. Chỉ huy đại đội dù từ thời quân đội Liên Hiệp Pháp, sau chuyển qua bộ binh, Phan Trọng Trinh và Ngô Quang Trưởng, các thiếu tướng Trương Quang Ân, Đỗ Kế Giai, Nguyễn Khoa Nam, Phạm Văn Phú và Đoàn Văn Quảng, tướng Phú và Quảng, sau chuyển sang và tư lệnh binh chủng lực lượng đặc biệt. Các chuẩn tướng Vũ Văn Giai, Hồ Trung Hậu, Trần Quốc Lịch, Trần Đình Thọ, Lê Văn Tư, Lê Nguyên Vĩ và Lê Quang Lưỡng, tư lệnh sau cùng của sư đoàn dù. Tướng H. Norman Schwarzkopf, tư lệnh quân lực Hoa Kỳ trong chiến dịch bão táp sa mạc vùng vịnh. Đã từng phục vụ dưới quyền tướng Đống trong vai trò thiếu tá cố vấn quân sự tiểu đoàn, lữ đoàn dù trong các năm từ 1965 đến 1970. Năm 1968, ông được vinh thăng thiếu tướng. Năm 1970, vinh thăng trung tướng, vẫn là tư lệnh sư đoàn nhảy dù. Năm 1972, trung tuần tháng 11, bàn giao chức vụ tư lệnh sư đoàn dù lại cho chuẩn tướng Lê Quang Lưỡng, nguyên tư lệnh phó của sư đoàn. Năm 1973, đầu năm, ông làm trưởng phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa. Trong ủy ban quân sự bốn bên thay thế thiếu tướng Ngô Du. Cuối năm, nhận nhiệm vụ chỉ huy trưởng trường hạ sĩ quan Đồng Đế thay chuẩn tướng Võ Văn Cảnh, sau khi bàn giao chức trưởng đoàn quân sự bốn bên lại cho trung tướng Cao Hảo Hớn. Năm 1974, cuối năm, ông được bổ nhiệm chức vụ tư lệnh quân đoàn 3 và quân khu 3 hoán chuyển nhiệm vụ cho trung tướng Phạm Quốc Thuần, tướng Thuần về làm chỉ huy trưởng quân trường Đồng Đế. Năm 1975, tháng 1, khi đang là tư lệnh quân đoàn 3, ông đã xin từ chức sau khi tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bác bỏ lời yêu cầu của ông gửi quân tăng viện đến mặt trận Phước Long, một tỉnh thuộc quân khu 3, ngày 6 tháng 1 năm 1975 đã bị quân bộ đội Bắc Việt Nam chiếm được và bàn giao chức quân đoàn 3 lại cho trung tướng Nguyễn Văn Toàn, nguyên tư lệnh binh chủng thiết giáp. Sau đó, ông về bộ tổng tham mưu làm phụ tá cho tổng tham mưu trưởng. Khi phải rời Sài Gòn vào 29 tháng 4 năm 1975, ông không còn giữ chức vụ nào. Sau đó ông định cư tại Huntington Beach, quận Cam thuộc miền Nam tiểu bang California, Hoa Kỳ. Ông đã về hưu sau 13 năm phục vụ cho Hội Bác Ái Công Giáo, Catholic Charities, tại Los Angeles trong cương vị là người cố vấn tìm công ăn việc làm cho người di dân.
Ông qua đời ngày 21 tháng 4 năm 2008 tại nơi định cư thọ 76 tuổi. Lễ tang được tổ chức ngày 3 tháng 5 tại nhà thờ First United Methodist Church, Huntington Beach. Sau khi Phước Long thất thủ, Trung tướng Dư Quốc Đống xin từ chức và được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chấp thuận và đã cử Trung tướng Nguyễn Văn Toàn, chỉ huy trưởng binh chủng thiết giáp, cựu tư lệnh quân đoàn 2 thuộc vùng 2 chiến thuật, từ tháng 5 năm 1972 đến tháng 10 năm 1974, thay thế tướng Đống trong chức vụ tư lệnh quân đoàn 3, quân khu 3. Từ trận Phước Long, tình hình cho thấy sự thiếu hụt của lực lượng tổng trừ bị của Việt Nam Cộng Hòa. Đến nay, nhiều người cũng cho rằng có lẽ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ngay từ đầu do không đủ quân tăng viện đã muốn bỏ Phước Long, vì e ngại chi viện nhiều thì không đủ quân, tăng viện ít thì như muối bỏ biển nên bỏ Phước Long, để không phải căng mình chống trả vô ích. Trận Phước Long năm 1975 cũng cho thấy sự yếu kém của vũ khí quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang có, máy bay B-52 không còn, hỗ trợ của Mỹ không có, nên yểm trợ hỏa lực từ không quân Việt Nam Cộng Hòa quá ít không thực sự hiệu quả. Pháo binh thiếu hụt nghiêm trọng và những ngày cuối không có khẩu nào để phản pháo. Lực lượng thiết giáp thì không có chiếc nào được tăng viện cho Phước Long và đặc biệt, súng chống tăng M-72 đã không còn hiệu quả đối với xe tăng T-54 của quân giải phóng. Phía Mỹ và đồng minh không hề có phản ứng gì sau trận đánh. Điều đó khiến quân giải phóng an tâm và tổ chức cuộc tấn công mạnh mẽ vào vùng 2 với trận đánh Buôn Ma Thuột và sau đó là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng toàn miền Nam. Quý vị đã xem video. Nếu thấy hay đừng quên để lại một like và nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận video mới mà chúng tôi đăng tải kỳ tới quý vị nhé. Kính chào quý anh chị. Khi các anh chị xem video, thấy có banner chạy chữ dưới mỗi video. Nếu anh chị cần đặt quảng cáo sản phẩm, thương hiệu bất kỳ ngành nghề gì trên video như vậy, hãy liên hệ số hotline trên màn hình của chúng tôi để đăng ký đặt quảng cáo anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã tin tưởng sử dụng dịch vụ chúng tôi cung cấp.